Trước thềm năm mới xuân Ất Mùi, Trần Thế Hòa xin được kính chúc tất cả quý khán thính giả của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night cũng như Việt Face TV khắp nơi trên toàn thế giới được một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chúc mừng năm mới.